Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Khôi Ngọc nhá Cái mẫu tai nghe mình đã đeo đấy Tên của nó đó chỉ là Bezos Bowie D05 Một cái sản phẩm trong tầm giá cỡ khoảng tầm 900 nghìn ấy Mình thấy là đáng đồng tiền bên gạo để bạn sở hữu Với những điểm mạnh Thứ nhất đó chỉ là chất lượng build của nó rất là ngon luôn Thứ hai đó chỉ là chất âm của em này cân bằng nha Các bạn thể dùng để chơi game được, nghe nhạc cũng được Mà nói đến chơi game ấy thì độ trễ của nó sẽ chỉ là 60 mi mà thôi Rất thấp bon nước thêm một mạnh nữa đó là mic thu âm này cực kỳ là ngon luôn khi chúng ta dùng đàm thoại qua điện thoại còn chi tiết hơn đấy hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn về mẫu tai nghe của chiếc bầu Bowie D05 này mời bạn nào xem Cái đầu tiên mình muốn chia sẻ các bạn ấy, đó chính là mình thực sự rất thích các sản phẩm BaySot luôn, bởi vì P trên P của nó khi mà xét phần giá thành trên những tính năng mang lại rất là ngon luôn. Và gần đây ấy, thì BaySot họ cũng tiến sâu hơn vào thị trường Việt Nam và mở bán tại các chuỗi đại lý như kiểu của FPT Shop chẳng hạn và chúng ta sẽ có công ty phân phối đây đó chính là Phương Linh GSC. Thế nên so với việc các bạn mua online ấy, thì chúng ta cũng sẽ có những lợi thế hơn nhất định nha Thứ nhất, đó cho bạn tìm mua dễ hơn Bởi vì FPT Shop là một cái chuỗi họ có quá nhiều cửa hàng Và thứ hai là chúng ta sẽ có thêm cái chính sách bảo hành nó đơn giản hơn Các bạn chỉ việc mang ra đó chúng ta bảo hành và một cái nữa đó chính là mức giá đợt đầu của em Basic Bungui D05 này ấy, nó sẽ chỉ là 890.000 thôi, được trừ trực tiếp 200.000. Đầu tiên thì mình sẽ nói về phần thiết kế của em Bowie D05 này nhá Và cá nhân mình ấy thì liên tưởng đến một sản phẩm trước đây mình cũng đã từng làm rồi của Bayshirt Đó chỉ là Bayshirt H1 Nhưng em này có những điểm mạnh hơn nhất định nếu mà so sánh về bây H1 đó Khi mà xem phần thiết kế cụ thể các bạn thể gấp gọn lại như này Đấy Đây là một cái điều mà chiếc Bayshirt H1 trước đây mình từng dùng không thể nào làm được luôn và rõ ràng với việc gấp gọn như này các bạn có thể thoải mái di chuyển nhiều chúng ta nhét vào ba lô chúng ta nhét vào túi sách mà tránh được hiện tượng đó chờ gãy cái tai nghe và để mà nhận xét ở phần ngoại hình nhá, tổng thể của em Basic Bowie D05 này nhìn tương đối đẹp, không có quá nhiều chi tiết nhựa thừa hay những đường cắt xẻ. Ấy. Nhìn cá nhân mình đánh giá, em này có phần nào đó học hỏi thiết kế từ em Airpods Max. Cái phần headband này được làm bằng nhựa cứng, nhiều bao phía dưới sẽ phần da rất là mềm nhá. Chất liệu này mình thấy rằng nó cũng sờ rất là mịn luôn. Nếu mà so sánh về chất liệu da với những sản phẩm khác ấy, mình thấy rằng nó cao cấp hơn hẳn. Bạn nào mà đã từng sở hữu qua những cái bông tai nghe Basic, chúng ta sờ vào cái chất liệu da này cũng thấy rằng nó rất là ngon. Tất nhiên đây là mình nói ngon trong cái tầm giá dưới một triệu thôi cái phần nới rộng headband này ấy, thì chúng ta cũng sẽ có những chi tiết kim loại để gia cố nhá và cái nhân mình giá thì nó sẽ có những độ chắc chắn nhất định. Tiếng của cái phần nới rộng này ấy, mình nghĩ rằng nó cũng tương đối là mượt nhá, nghe khá đã luôn. Không bị to quá đâu với em này thì mình nghĩ rằng ấy, nhựa cũng dày dặn không ọp ẹp quá trọng lượng của em này sẽ là 209 g nói chung trọng lượng này ở mức trung bình không quá nhẹ mà không quá nặng ngoài ra mình cũng xin chia sẻ một chút về phần đó chỉ là cảm giác đeo cụ thể với những bạn nào mà không đeo kính ấy, thì cảm giác rất thoải mái luôn đeo êm còn với những bạn nào mà đeo kính như mình chúng ta sẽ có một vài vấn đề cụ thể cái thiết kế của em này nó sẽ hơi ôm đầu một tí vậy nên khi bạn đeo vào đấy cái phần đệm tai nó sẽ ép cái phần kính lại thế nên các bạn đeo ấy, có thể cảm giác hơi khó chịu một tí còn về điều khiển ấy, với em Bowie D05 này nhá, chúng ta sẽ có tổng cộng 3 phím ở bên tay trái. Cụ thể các bạn sẽ có phím tăng giảm lượng này, tiếp theo là một cái phím đó là multi function. Với cái phím multi function này ấy, thì bạn thể tùy chỉnh rất là nhiều chế độ khác nhau mà chúng ta sẽ đọc thêm ở trong cái quyển sách hướng dẫn sử dụng. Nói qua một vài tính năng của cái phím function này nhá, chúng ta là bật tắt nguồn này, sau đó bạn bật tắt chế độ game mode cũng như bật tắt chế độ đó pizza nếu các bạn đang thắc mắc đi xa mốt nó là cái gì ấy, thì đây là một tính năng tạo ra hiệu ứng âm thanh vòm giúp chúng ta có cảm giác nghe nhạc từ nhiều hướng khác nhau. Còn về thông số ấy, với chiếc tai nghe Basset Bowie D05 này nhá, mình có check được ấy, nó sẽ dùng chuẩn Bluetooth đó 5.3. Còn về codec ấy, thì mình không check được nhưng mà theo mình thấy rằng trên chiếc Xiaomi của mình khi kết nối ấy, nó sẽ hiện chuẩn AAC. Ngoài ra em này sẽ có giải tần từ 20 Hz cho đến 20 kHz. Thêm vào đó, độ chữa game tối thiểu khi chúng ta chơi ấy, nó là 60 mi giây. Với app ấy, thì chúng ta thể tải từ Set Play lên Apple Store đều được và tên của app đó chính là Basset. Với app này thì bạn thể tùy chỉnh rất là nhiều từ bật tắt chế độ Special Acoustic này, sau đó là chúng ta tùy chỉnh giữa các mode Normal mode, Music mode hay là Cinematic mode. Ngoài ra Basset ấy họ cũng sẽ cho phép các bạn tùy chỉnh 12 EQ khác nhau, gồm có những cái như là Basset Classic này, Mega này, chế độ dạp phim, Hi-Fi Classic hay là Jazz đủ có thể loại luôn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng test độ trễ khiều chơi game với em Basset Bowie không nào này nhá. Còn bây giờ mình sẽ cho bạn nghe thử mic thu âm của em Basic Bowie D05 này thông qua những cuộc gọi ở trong điều kiện đó là gió rất là to luôn và mình khẳng định bạn một điều đó là đây là em tai nghe với mic thu âm cực kỳ là ngon bạn có thể nghe qua các đoạn sau đây. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với khuôn ngọng. Hiện tại thì bạn đang được nghe mic thu âm của em Basic Bowie D05 hiện tại thì mình đang âm trong điều kiện đó trên ngoài trời tiếng gió rất to cũng như là việc đó trời có tiếng môi trường tiếng xe cộ các kiểu ra điệu và bạn đánh giá sao về chất lượng thu âm của em Bezos D05 này Vũ Đông tai nghe nói rằng nếu mà so với T trên tầm giá dưới 1 triệu em này tương đối đáng để thấy ấy nhất là khi nó là bán trình hãng cũng nhận bảo hành 12 tháng Chuyển qua cái phần chất âm nhá thì mình nghĩ rằng Bezos Bowie D05 là một cái sản phẩm nó cho chất âm tương đối cân bằng ở giải nhỏ mid, bass hay Cá nhân mình thấy chi tiết ở tai nghe này cũng tương đối tốt khi mà nghe tiếng nhạc cụ, guitar, piano ấy, giọng ca sĩ nghe rất rõ không bị lẫn vào nhau quá nhiều. Giọng ca sĩ nghe khá truyền cảm nhất là mấy giọng nam trầm ấy nghe ok. Nhưng mà giọng nữ ấy thì mình thấy rằng các nốt cao nghe nó chưa thực sự đã, nghe cảm giác nó chưa tới ấy. Bát thì vừa đủ đập hơi nông. Nếu mà muốn sâu thêm một chút ấy các bạn thể chuyển qua các chế độ ví dụ như megabass chẳng hạn. Chép thì gọi là làm tròn vai thôi, chưa lấy nhưng mà rõ ràng đây là mẫu tai nghe chưa đến một triệu, thế nên cái điều này chúng ta có thể chấp nhận được. Để mà nói nhá, em này phù hợp với những thể loại nhạc như pop, ballad, xem phim, giải trí với thể loại như đen hay EDM ấy, thì mình nghĩ rằng nói chung là được. Nhưng với những ai khó tính ấy, có thể chưa thích bát em này cho lắm. Hoặc nếu bạn muốn nghe nó bát ok hơn, chúng ta cứ bật mega lên. Còn nói về dung lượng pin nhá, với em này ấy, chúng ta sẽ có dung lượng đó chỉ là 600mAh và với thời gian 600mAh này theo nhà xuất công bố các bạn để mức 70% lượng ấy, chúng ta có thể nghe đến 70 giờ đây thực sự là một con số rất lớn để mà tổng kết lại với em Basic Bowie D05 này thì mình nghĩ rằng đây là một sản phẩm đáng để các bạn sở hữu trong tầm giá dưới 1 triệu Nhất là với những ai mà các bạn có nhu cầu nghe gọi nhá, mic em này rất là ngon luôn Hay là chúng ta chơi game cũng được, chất âm của nó cũng cân bằng luôn Nói chung đây là một bộ tai nghe mình nghĩ đáng đầu tiền bắt gạo với mức giá chỉ khoảng tầm 890 000 Khi bạn mua tại FPT Shop đây là một sản phẩm được của nó luôn Còn các bạn, các bạn nghĩ sao về những sản phẩm của Bezos Hay là em tai nghe Bezos Bowie D05 này Hãy để lại ý kiến bên dưới Bạn nào muốn mua ấy, link mình cũng sẽ để bên dưới phần mô tả luôn nhá Còn bây giờ, xin chào các bạn cho các bạn sau nhóm like, cũng subscribe của cái khuôn ngọng nhá Bye bye